Xin chào quý anh chị khách hàng và quý nhà đầu tư. Hiện tại Middle đang có mặt ở dự án Kiko Gateway phân khu 9. Thì dự án Kiko Gateway thì sở hữu hai mặt tiền rất là đắt giá, đó là mặt tiền quốc lộ 19B thì kết nối với sân bay quốc tế Phù Cát thì chỉ mất tầm 30 phút di chuyển, và từ phân khu 9 quay lại trung tâm thành phố thì chỉ mất tầm 15 phút thôi ạ. Và một mặt tiền còn lại đó là mặt tiền đi vào Nhân Lý, thì chúng ta sẽ đi vào những cái địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của tỉnh Bình Định như là khu du lịch Kỳ Co, khu du lịch Eo Gió, chuỗi resort FLC, sở thú Safari Park của FLC và rất là nhiều tiện ích khác. Thì dự án Kỳ Co phân khu 9 thì gồm những sản phẩm như là liền kề thương mại và biệt thự, thì với hai loại diện tích là 80 m² và 126 m². Thì hôm nay thì Bích Đà sẽ đi chi tiết cho quý anh chị về phân khu 9 hơn, cũng như là những cái tiện ích xung quanh phân khu 9 ạ. Thì đầu tháng 4 này, chủ đầu tư sẽ tiến hành xây dựng lên chuỗi công viên Everland Park theo phong cách của Hàn Quốc. Thì chuỗi công viên này là một trong 10 công viên lớn nhất của thế giới về giải trí ạ. Thì công viên này gồm có 3 cụm: cụm đầu tiên là trang trí, cụm thứ hai là mô hình và cụm thứ ba là ánh sáng. Thì cụm trang trí sẽ bao gồm là hộp đèn Everland Park, thứ hai là cây đèn LED phun màu, thứ ba là hoa tulip, và tiếp theo là cụm mô hình sẽ là hươu cao cổ và cây nấm khổng lồ, và thứ ba là mô hình ánh sáng sẽ là có xích đu ánh sáng, đường hầm ánh sáng và công viên ánh sáng ạ. Thì mời quý anh chị cùng theo chân Bích Đào để khám phá cái trục công viên này ạ. Thì nếu như quý anh chị đã theo dõi kênh YouTube của em thì mỗi ngày em ra dự án thì phân khu chính lại với một diện mạo mới, đẹp hơn và chỉnh chu hơn. Thì hiện tại các công nhân của nhà thầu Thế Sơn đang thực hiện lắp các biển báo đường để quý anh chị có thể là dễ nhận dạng những cái lô đất nền của mình hơn. Thì mời quý anh chị cùng theo em ạ. Dạ, hiện tại thì các công nhân đang thực hiện lắp biển báo đường trên trục đường D1 và N1. Thì cái trục đường này thì cũng sát bên câu chuỗi công viên Everland Park luôn ạ. Thì vị trí này mà quý anh chị nào sở hữu được thì rất là tuyệt vời luôn. Thì trục công viên ánh sáng này sẽ là một địa điểm check-in lý tưởng cho những khách hàng đầu tư ở khu kinh tế Nhân Hội này ạ. Và điều đặc biệt thì buổi tối sẽ là một khu vui chơi cho tất cả những cư dân đang cư trú ở tại phân khu chính này ạ. Cực kỳ đẹp và cho chúng ta tận hưởng sau những ngày làm việc mệt mỏi hoặc là stress ạ. Thì vừa rồi quý anh chị cùng Bích Đào đã dạo quanh một vòng phân khu chính cũng như là chuỗi công viên Everland Park theo phong cách Hàn Quốc này ạ. Thì 2 ngày nữa phân khu chính sẽ có giỏ hàng chính thức và sẽ có những chương trình ưu đãi chiết khấu cực kỳ cao cho quý anh chị khách hàng luôn. Thì nếu quý anh chị yêu thích du lịch và yêu thích biển thì hãy nhanh tay đầu tư Quy Nhơn đi ạ. Thì hiện tại thị trường Quy Nhơn đang phát triển rất là mạnh luôn, và đặc biệt là khu kinh tế Nhân Hội luôn ạ. Thì mọi thông tin quý anh chị hãy liên hệ với em qua hotline trên màn hình, em sẽ hỗ trợ cho quý anh chị những cái thông tin cần thiết nhất và chọn cho mình một lô đất nền đẹp nhất. Thì Bích Đào xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.